Ngày 15 tháng 3, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Trực Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân một nam thanh niên bị chém tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối ngày 14 tháng 3, bất ngờ xuất hiện hai nhóm người truy đuổi đánh nhau trên địa bàn. Khi đến trước cửa hàng Viễn Thông, một thanh niên chạy vào khu vực cửa hàng và bị chém gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Trực Ninh kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến ngày 15 tháng 3, Công an huyện Trực Ninh đã triệu tập, tạm giữ một số người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.